Cô trò mình sẽ cùng nhau đến với tiết học mới này. Trước khi đến với tiết học mới, cô muốn các bạn cùng tham gia với cô một trò chơi. Đó chính là trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài hát. Cô mời các bạn cùng lắng nghe giai điệu. Giai điệu vừa rồi là của bài hát nào? Tác giả là ai? Bạn nào còn nhớ? À, giai điệu vừa rồi là có trong bài hát Em yêu hòa bình, nhạc và lời do chú Nguyễn Đức Toàn sáng tác. Đây cũng chính là nội dung thứ nhất có trong bài học hôm nay. Bài học hôm nay chúng ta có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là ôn tập bài hát Em yêu hòa bình. Nội dung thứ hai là bài tập cao độ và tiết tấu. Trước tiên, cô mời các bạn cùng ôn tập lại bài hát Em yêu hòa bình với nhạc beat. Cùng thực hành bài hát này với các mẫu gõ đệm của bộ gõ cơ thể. Cô gợi ý cho các bạn một số mẫu ha. Chúng ta có thể kết hợp vỗ bằng tay,
vỗ vào đùi, búng tay hoặc là dậm chân. Cô sẽ gợi ví dụ cho các bạn có trong hai câu nhạc nhỏ có trong bài. Đó, mời các bạn quan sát. Em yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, yêu tình gốc đa bờ tre đường làng. Cô mời các bạn cùng xem lại một lần nữa. Em yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, yêu tình gốc đa bờ tre đường làng. Đó là cô đã là một phần ví dụ của bài hát này. Cô muốn các bạn cùng thực hành cái phần bộ gõ cơ thể này lại một lần nữa nhé. Các bạn cùng tiếp theo qua phần nội dung thứ hai, đó chính là phần bài tập cao độ và tiết tấu. Trước tiên chúng ta sẽ qua phần bài tập cao độ trước. Cô mời các bạn cùng quan sát vị trí các nốt đồ mi son la trên khuôn nhạc. Cô muốn các bạn cũng nhớ luôn vị trí của các nốt này nhé. Giờ đây cô cho các bạn nghe phần cao độ của bốn nốt nhạc này. Cô mời các bạn cùng lắng nghe lại lần nữa. Đó là phần cao độ của bốn nốt Do, Mi, Son, La. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần tiết tấu, luyện tập tiết tấu. Phần tiết tấu này, bạn nào còn nhớ hình nốt này là hình nốt gì không nào? Đó chính là hình nốt đen kết hợp giữa là ký hiệu âm nhạc dấu lặng đen. Giờ đây chúng ta sẽ cùng thực hành cái phần này với thanh phách nhé. Bạn nào có thanh phách thì chúng ta sử dụng thanh phách.
Còn bạn nào không có thanh phách thì chúng ta có thể sử dụng bằng tay của mình vỗ nha vào nhau cũng được. Giờ cô sẽ thực hành cho các bạn cùng nghe nhé. Mời các bạn quan sát mẫu âm trước và lắng nghe. Đèn 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 đèn. Cô làm lại một lần nữa nhé. Đèn 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 đèn. Đó là phần luyện tập tiết tấu này. Cô sẽ kết hợp phần luyện tập tiết tấu và phần cao độ lại với nhau trong hai dòng nhạc này. Cô mời các bạn nghe phần cao độ trước. Đây là câu thứ nhất. Tiếp theo là câu thứ hai. Giờ đây cô sẽ kết hợp giữa cao độ và tiết tấu. Câu thứ nhất. Tiếp theo là kết hợp của câu thứ hai. Chúng ta cùng thực hành với cô cả hai câu nhé. Mời các bạn. Đó là câu thứ nhất. Tiếp theo sang câu thứ hai. Đó là phần luyện tập giữa cao độ và tiết tấu được kết hợp hòa lẫn vào với nhau. Giữa phần này cô cũng sẽ có một trò chơi tiếp tục nữa cho các bạn, đó là trò chơi âm nhạc. Trò chơi có mang tên là Em tập làm nhạc sĩ. Các em sẽ thi sáng tác lời ca cho bài tập cao độ tiết tấu vừa học có trong hai câu vừa nãy chúng ta vừa học. Cô làm ví dụ. Cô ví dụ câu thứ nhất. Cô tự sáng tác được hai lời cho câu thứ nhất này và cô muốn các bạn cũng sẽ tự sáng tác hai lời của tự mình làm vào hai câu mà chúng ta vừa học. Đó cũng chính là bài tập nho nhỏ của phần học nội dung thứ hai này cô muốn dành cho các bạn. Các bạn hãy dành thời gian để làm bài tập này nhé. Vừa rồi chúng ta đã học được hai nội dung. Thứ nhất là nội dung thứ nhất chúng ta ôn lại được bài hát và có kết hợp với bộ gõ cơ thể. Phần kết hợp bộ gõ cơ thể cô muốn các bạn dành thời gian nhiều hơn để luyện tập thì các bạn có thể làm suôn sẻ hơn. Còn phần nội dung thứ hai thì các bạn sẽ làm cho cô phần bài tập sáng tác ra lời ca cho hai phần, hai câu 1 và 2 của phần tiết tấu và cao độ. Thời gian của chúng ta đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các con nhé. Hẹn các con vào tiết học sau.